Hoàng Sơn xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà mình trở lại với kênh Sức Khỏe 60 Giây ha. Thì hôm nay Hoàng Sơn giới thiệu tiếp với cả nhà mình một dòng máy đo huyết áp đời mới 2021. Thì thật sự này là sản xuất năm 2020 ha. Nhưng mà do thời gian một vài năm mới ra những mẫu mới, nên là cái máy này hiện tại là dòng mắc tiền và hiện đại nhất ở Việt Nam hiện giờ. Thì mình lần trước có chia sẻ với cả nhà mình những dòng máy dưới 1 triệu và từ 1 triệu đến 2 triệu. Còn dòng này nó gần 3 triệu lận, giá là của hãng là 2 triệu 800 ngàn ha. Thì nó khác nhau ở chỗ nào? Ngoài chức năng đo huyết áp cơ bản, nó còn có kiểm tra tim đập không đều nè, cử động khi đo, rồi bộ nhớ 100 lần ngày giờ nhớ, và bộ nhớ cho hai người đo ha, và có rung tâm nhĩ. Bên cạnh đó thì dòng cao cấp thì mình sẽ có chức năng là kết nối qua điện thoại, mình có thể sử dụng điện thoại Android hoặc là iPhone, mình đều có thể tải chữ Omron mình lên, thì nó có cái biểu tượng là Omron Connect nè, mình kết nối qua điện thoại thì cái điện thoại mình nó sẽ lưu giống như bộ nhớ vậy. Rồi khi mà mình đi bệnh viện, có thể là mình không cần mang máy theo mà mình đưa cái điện thoại cho bác sĩ xem, bác sĩ tham khảo dùm cho mình ha. Rồi bây giờ mình cùng tham khảo dòng máy Omron HEM7361T ha. Thì dòng máy này tại sao nó mắc tiền vậy? Đối với nhân chồng cơ bản đó, thì mình chỉ có đo huyết áp nè, kiểm tra huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và nhịp tim, ví dụ tham khảo là tim bao nhiêu lần đập trên phút để tham khảo. Còn những dòng mắc tiền hơn á, thì nó có nhiều chức năng như nãy Hoàng Sơn giới thiệu rồi, có ngày giờ nhớ nè, bộ nhớ nè, kết nối điện thoại và kiểm tra tim mình á, giống như những cái triệu chứng để tránh đột quỵ như là rung tâm nhĩ là cực kỳ quan trọng ha. Rồi bây giờ mình cùng khui máy nghe. Tất cả những dòng máy đo huyết áp của Omron hiện giờ là bảo hành 5 năm nghe. Nếu mà mình xài kỹ thì xài cỡ 5, 7 năm, chục năm cũng là bình thường, tại nó rất là bền. Thì Hoàng Sơn luôn nhắc cả nhà mình khi xài mình chú ý đừng để chảy pin, mình mua pin tốt xíu. Còn nếu mà như để không chảy pin, còn nếu mà ít xài hành lấy pin ra thì mình xài được rất là lâu ha. Đây cái dòng máy mình thấy nè, có một cái túi sách rất là đẹp ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở máy ra xem thử. Thì bên trong máy đó là mình sẽ có một cái máy đo. Máy này màn hình khá là to ha. Máy đo nè. Và một cái dòng quấn. Đây là cái dòng máy này nữa, cũng gần như dòng máy bệnh viện. Nó là cái dòng khuôn tạo sẵn, nó rất là cứng. Những dòng máy trước của mình thì cái dòng quấn mềm ha. Rồi để Hoàng Sơn cho cả nhà mình cùng tham khảo. Đây. Cái máy của mình thì màn hình rất là to. Ở trên đây á, thì mình có bộ nhớ nè. Rồi mình có thể kiểm tra kết quả trung bình của đo buổi sáng hoặc buổi tối. Và khi xem lại á, thì mình xem trước hoặc sau nó. Bên đây thì bộ nhớ mình sẽ có hai người cùng đo. Ví dụ mình đo cho hai vợ chồng thì một người số 1 và một người số 2 thì bộ nhớ nó sẽ lưu riêng trong đây. Còn có một số trường hợp á, mà gia đình mình nhiều người đó, thì số 1 ví dụ dành cho ông bà mình, người nào mà mình đang theo dõi huyết áp. Còn số 2 á, là để lưu nhiều người cùng lúc ha. Rồi khi đo thì cái nút đo và tắt là start up, một nút này mình nên bấm vào cánh giữa nha. Tại vì nó là một nút, nếu mình bấm là trên dưới thì cái tuổi thọ nó sẽ giảm, sau này mình xài lâu mà nó sẽ bị mòn cái nút này. Rồi thì mình xem xung quanh nha. Trên đây màn hình rất là to ha, có mấy nút nhấn ở đây. Rồi trên đây mình sẽ có cái nút hình Bluetooth nè, để kết nối Bluetooth với điện thoại. Và mình có cái này, nó có chung hình cái đồng hồ là để mình cài đặt ngày giờ đó. Ví dụ khi mà mình cài đặt ngày giờ, mình bấm vào cái nút đó. Còn bên đây thì mình có cái chỗ để cắm cái dòng quấn. Rồi giờ hết rồi ha, khá là đơn giản. Có một chỗ nữa đó là mình sẽ cắm điện. Nhưng mà theo máy là không có cái cục biến điện này nha. Và bên dưới là hộp pin. Hộp pin mình xài 4 viên pin 2A. Rồi, thì trường hợp nào mà mình dùng cục biến điện ha. Đó là cục biến điện chứ không phải là cục sạc ha. Cả nhà mình nếu mà như trường hợp bác sĩ một ngày đo rất là nhiều bệnh nhân và ngồi ở một chỗ thì mình nên mua cục đó. Tại vì cái cục đó khoảng 200 ngàn.
Còn gia đình thì mình cũng không cần thiết đâu, tại vì khi đo mình ngồi chỗ nào thoải mái để huyết áp mình ổn định, mình dễ theo dõi hơn. Còn mình ngồi kế ổ điện thì mình nhiều khi mình căng thẳng mình ngồi cái huyết áp mình nó sẽ lên, nó sẽ không có chính xác. Còn một bộ pin thì tầm khoảng pin tốt 4 viên tầm khoảng 50-60 ngàn đi, thì mình mua khoảng 4-5 bộ pin cũng tương đương với cái cục biến điện đó, mình xài cũng được 5-6 năm, 7 năm rồi. Tại một bộ pin tốt nó xài được khoảng cả ngàn lần nữa. Rồi bây giờ mình sẽ thử dòng máy này nha. Hoàng Sơn nhắc lại cái vụ pin đó, thì đi theo máy có một bộ pin, và sau này hết pin mình cũng mua cái pin tốt như Energizer nè, hoặc Marcel, Panasonic cũng được, nhưng mà nó có chữ Alkaline là pin khô đó, mình Alkaline nè. Đó, mình để lâu trong máy nó sẽ không bị chảy pin nếu có hết. Còn những dòng máy ra tiền nhiều khi nó bơm không đủ và nó báo hết pin, mới đo 1-2 lần báo hết, mình bỏ quên trong đó nó sẽ chảy pin hư máy. Thì hầu như các máy thiết bị điện tử mà mình để chảy pin thì hãng không có bảo hành, nên cả nhà mình chú ý nha. Hoàng Sơn nhắc rất là kỹ cái vấn đề này. Rồi bây giờ mình sẽ cùng thử cái này. Cái dòng vấn này mình nên đo bên tay trái ha, gần tim để độ chính xác nó cao. Thì con dây mình ngày xưa đó là mình đeo ở giữa tay, cách 1-2 cm từ cái 1-2 ngón tay này, từ cái kiểu tay mình quấn ngược trở lên. Thì đối với những dòng quấn mềm đó, mình cọng dây nằm ở giữa tay nha, nằm giữa tay. Còn cái dòng khuôn tạo sẵn này thì mình nó là 360 độ rồi, mình lỡ mà mình xoay trái xoay phải cũng không sao, nó sẽ không có bị sai lệch, nó tạo khuôn rất là cứng. Rồi bây giờ mình thử mình lắp vào máy nha. Đây, bên này mình lắp vào. Nếu mà như gia đình mình xài á, thì mình để cố định này luôn, mình khỏi tháo ra. Còn nếu mà như mình di chuyển, mình phải rút nó ra nha, để mình hạn chế rút ra vô nó sẽ bị mòn, nó bị lỏng. Rồi bây giờ mình thử mình thay pin vô mình đo nha. Nếu mà như cả nhà mình sợ cái dòng máy mà nhiều chức năng á, thì mình đừng có quan tâm những chức năng đó, mà mình chỉ quan tâm cái nút đo và tắt thôi, không tắt 30 giây tự tắt. Còn những chức năng còn lại là nó hỗ trợ mình thôi, nếu mình cần thì xài, không cần thì để đó. Nhiều khi những người trong nhà mình, người trẻ có thể xài được. Rồi hoặc là như gia đình mình, ông bà mình xài đo huyết áp chỉ là đo và tắt thôi, nhưng mà khi mà con cháu về nhà kiểm tra lại bộ nhớ thì có thể xem được những cái chức năng cao cấp đó để tư vấn thêm cho mình ha. Rồi mình bỏ 4 viên pin vào ha, này là pin 2A. Rồi khi bỏ vào thì cái máy nó sẽ hiện chớp chớp vậy nè, để mình cài đặt ngày giờ, hoặc là nếu mà nó không hiện thì mình bấm ở phía sau, bấm cái đồng hồ thì hiện lên chớp chớp vậy ha. Đây mình sẽ cho cả nhà mình xem nè. Đây nó có ngày tháng năm, mình sẽ bấm tăng lên nè. Cái này là Sơn ví dụ thôi, tham khảo nhà tham khảo 2021 nè. Rồi sau đó mình bấm cái nút ở trên lưng đó, nó sẽ nhảy qua là tháng nè, mình bấm tiến hoặc lùi ha, số 12 tức là tháng trước nè. Sau đó ví dụ tháng 1 đi, rồi mình bấm ở cái nút ở phía trên, nút giờ ở trên tiếp, nó sẽ nhảy qua ngày, mình tăng ngày. Rồi mình bấm cái nút ở trên lưng, rồi giờ ha, rồi phút nè, rồi ok là xong. Rồi mình bấm tắt luôn thì cái đồng hồ vẫn hoạt động bên trong, nhưng mà tiết kiệm pin cho mình nghe. Rồi bây giờ mình sẽ tự đo thử. Rồi bây giờ cái vòng quấn mình sẽ đeo vào tay ha, mình đeo bên tay trái để gần tim nè, cọng dây quay ra ngoài ha. Nếu mà như áo sơ mi mình mỏng mình để luôn, còn nếu mà áo sơ mi mình mà áo dày thì mình nên bỏ ra, hoặc là ở nhà thì nên mặc áo ngắn tay hoặc là không có tay để mình dễ đo ha. Rồi cái khuôn nó rất là cứng nên là mình quấn vào nó cảm giác thoải mái, nó ôm quanh cái tay mình, nó không có phải chầm mẹp, mình dễ quấn lắm ha. Mình không cần siết chặt, mình chỉ cần dán lại vừa thích thôi. Thì khi nó bơm, nó tự động nó siết cái vòng quấn lại rồi nó xì ra, nó mới ra kết quả. Chứ mình quấn chặt quá hoặc quấn lỏng quá thì cũng không tốt nha. Mình chỉ cần quấn cho nó dính vào cố định vậy thôi. Rồi bây giờ Sơn sẽ bấm thử nút đo. Khi đo thì trước khi đo mình nên ngồi nghỉ 5 phút hoặc 10 phút. Ví dụ mình đang làm nặng gì đó, mình vô đo dẫn ra kết quả, nhưng mà nó không phải là sức khỏe bình thường của mình. Nhiều khi mình đang làm mà thì chắc chắn huyết áp phải lên rồi, thì nó không có đánh giá được sức khỏe trung bình của mình để mà mình uống thuốc đâu, rất là nguy hiểm. Ngồi nghỉ 5-10 phút và hai lần đo cách nhau 3 phút nha. Rồi bây giờ mình đo nghe. Tầm khoảng 1 phút nha, thì nó tăng lên. Ví dụ huyết áp mình 12 thì nó bơm tầm khoảng 15 mới xì xuống, huyết áp mình 15 nó bơm 18-20 mới xì xuống.
Rồi, nguyên áp mình đã ra kết quả rồi. Màn hình cả nhà mình thấy nè. Bên đây con số lớn là huyết áp tâm thu, khi tim thu nhỏ lại. Con số giữa là huyết áp tâm trương, khi tim thành to ra. Còn cái con số dưới cùng là nhịp tim 80 lần nhau 85 lần nhịp đập trên phút. Rồi, đây là cái ok là dòng quấn đúng tư thế. Nếu mà mình giống quấn sai, ví dụ mình quấn sai rồi đó mà không có chữ này thì mình nên quấn lại đo lại kết quả nha. Rồi, mình đang ở cái bộ nhớ của người số 1 ngày giờ bên đây. Rồi nếu mà về những cái dòng máy rẻ tiền, những dòng máy cơ bản thì nó chỉ có chức năng đó thôi. Vậy những chức năng cao cấp nó còn lại ở đâu? Nếu khi đo mà ra kết quả mà có thêm những cái biểu tượng như thế này nè thì mình sẽ chú ý nha. Cái này là cuốn sổ là mình đang trong bộ nhớ nè. Nếu mà khi đo mà nó ra hình cái trái tim rung nè, hai bên nè, nó là rung tâm nhĩ. Thì cái trường hợp rung tâm nhĩ đó, cả nhà mình cũng biết những người mà hay bị bệnh tim hoặc là máu không về tim được thì nó thường hay có biểu tượng đó, và tim đập không đều. Thì cả nhà mình nếu mà thấy cái biểu tượng đó, ví dụ mình đo 10 lần mà nó bị hiển thị một lần, thì có thể là hôm đó sức khỏe mình mệt thì mình cũng chú ý thôi, cũng đừng quan tâm lắm. Nhưng mà ví dụ trường hợp mà 10 lần mà bị 2-3 lần trở lên thì mình nên đi kiểm tra sức khỏe hoặc là hỏi ý kiến của bác sĩ nha. Ví dụ như cái này, hai trái tim chồng lên nhau là tim đập không đều. Giả sử nhịp tim mình 60 lần đập đến 90 lần đập trên phút là bình thường ha, nhưng mà 70 lần đập đi, nhưng mà lại có thêm cái tim đập không đều chồng lên nhau, tức là mặc dù nhịp tim mình đập là thấy bình thường đó, nhưng mà có lúc nó đập nhanh lên và lúc nó bỏ nhịp, giống như xe máy nó không đều, thì mình chú ý chỗ đó. Giống như tại sao mà nhịp tim nó không đập đều đặn mà lúc dừng lúc lại đập, nó dư nhịp có lúc bỏ nhịp. Rồi, cái tim đập không đều là một ha, rung tâm nhĩ là hai nè. Rồi mình nhìn lại cho kỹ cái ha, đây là cái cuốn sổ nè. Khi mà bấm vào bộ nhớ đó, mình sẽ bấm tiến hoặc lùi để mình xem kết quả trước hoặc sau nó. Còn cái này là kết quả trung bình buổi sáng hoặc buổi tối nè. Rồi, mình chưa có kết quả trung bình. Rồi, đây là người số 1 nè, mình gạt qua là người số 2 nha. Đo và tắt một nút này. Còn trên đây á, là cái nút này mình để cài đặt ngày giờ ha. Mình bấm ngày tháng năm nè, hoặc là mình bấm giữ để mình kết nối không dây với điện thoại mình để nó lưu trữ bên đó. Rồi, nếu mà như cả nhà mình quan tâm thêm mấy chức năng này á, thì mình có thể xem thêm trong hướng dẫn sử dụng, mà nó cũng dễ lắm. Hoặc là xem video, các video khác của kênh Sức Khỏe 60 Giây á, đều có hướng dẫn rất là chi tiết rồi. Tại mình em sợ giới thiệu nhiều quá cả nhà mình bị rối, tại nhiều chức năng mình chưa có cần xài đó. Rồi, giống như nãy em giới thiệu nè, rung tâm nhĩ, nếu mà có cái hình cái này sau khi xem lại kết quả mà có cái này thì mình quan tâm nè ha. Tim đập không đều đây nè, hai cái biểu tượng này kiểm tra về tim mình. Rồi, cả nhà mình có thể tham khảo, đây là chức năng cao cấp của dòng máy âm rong, cái dòng 2.8 triệu này mới có chức năng này. Máy đo huyết áp thì cả nhà mình biết đó là nó cơ bản mà chỉ để đo huyết áp thôi ha. Nhưng mà càng về sau á, những dòng máy mắc tiền hơn á, thì nó có nhiều chức năng để giúp cho mình có thể kiểm soát tốt về cái bệnh đột quỵ ha, tai biến. Ví dụ cả nhà mình quan tâm những dòng máy cơ bản thì tầm khoảng dưới 1 triệu là xài cũng rất là tốt, ok rồi. Còn nếu mình có điều kiện xíu á, thì mình mua dòng máy cao hơn để sau này mình khỏi phải đổi cái máy. Ví dụ giống như cái máy này 2 triệu 8, ví dụ tính là 3 triệu đi. Nếu mà xài bảo hành 5 năm mình xài được tầm 6 năm, tức là mỗi năm mình tốn 500 ngàn. Tức là mỗi tháng mình tốn 500 ngàn thì mỗi tháng tốn chưa tới 50 ngàn ha. Nhưng mà mỗi tháng 50 ngàn mà mình xài cho cả gia đình luôn ha, mình đo được cả gia đình và mỗi tháng chỉ tốn có 50 ngàn thôi. Cái này là nói về dòng máy mắc tiền, còn nói dòng máy rẻ tiền mà dưới 1 triệu thì mỗi tháng mình tốn có tầm khoảng 10 ngàn mình đo cho cả gia đình chăm sóc sức khỏe cả nhà. Đó, nên là cả nhà mình nên gia đình mỗi người nên có một cái, thì em cái này lời khuyên chân thành của Hoàng Sơn ha. Đây, hôm nay chia sẻ cả nhà mình cái dòng máy này, hướng dẫn cách sử dụng. Nếu mà cả nhà mình có gì thắc mắc thì cứ để bình luận bên dưới nha, hoặc là gọi vào số điện thoại của Hoàng Sơn. Hoàng Sơn sẽ có nhiều dòng máy khác về thiết bị y tế, giống như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy trợ thính, máy xông mũi họng, máy massage, rất là nhiều để cả nhà mình có thể tham khảo. Và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo ha. Rồi, chào tạm biệt, chúc bà con mình nhiều sức khỏe nha.